Chốt cho một anh dai dựng loa full 40 và cấu hình này là về đi làm sự kiện các bác ạ. Bát neo, check neo giúp cho ta hát sáng tiếng và đặc điểm rất lợi về lời. Đây các bác cùng xem em linh kiện của nhà em. Linh kiện nhà em thì các bác cùng xem cái đôi bát 40 này giá của nó rất là ok luôn và hàng của nó đẹp. Đấy, nhìn nó rất là gấu xịn luôn. Đầu tiên ta tìm hiểu về bộ phân tần nhá. Phân tần này là phân tần có model là 006 2 chở nhôm. Đôi 4 5 6 con tụ, 7 con tụ. Cái con tụ này là con tụ chống cháy tép. 7 con tụ liền. Đấy, 2 chở nhôm, 3 cuộn xeo đồng. Cái phân tần này rất nhiều linh kiện các bác nhá. Model là 006. Hàng của PL nhá, PL Audio. Và check leo. Thì check leo của nó là 750 850 BNC. Con này cốc của nó cốc nhôm và khe từ của cả viền đồng côn dẹt. Bi to dày khít đều các bác nhá, không hở một viên bi nào. Ở trên thị trường cũng có rất là nhiều các cái loại như thế này nhưng mà bi của nó mỏng lắm. Bi mỏng, các bác mua về nó rẻ hơn một tí nhưng mà mua về đánh nó không được hay đâu. Các bác nhìn kỹ này, bi dày và khít. Côn 75 dây dẹt. Và bát 40 đây. Con này của nó mang sơn dầu bóng với gân 2 gân. Bát 40 neo. Bát 40 neo côn 76. Đấy. Bát này là bát từ neo và có đít bát của nó được mạ vàng 7 màu. Đít bát có đôi 4, 6, 8 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Neo này của nó là neo khối các bác nhá. Neo khối này, rất là gấu luôn, nhìn rất đẹp. Màng hơi sần sần này. Dòng em có 30 và 40. Nguyên cả cái combo này em gửi về cho khách là 5 triệu 7 combo này. Rất là hợp lý đúng không các bác. Bát neo và check neo. Anh em hát 5 bài mà hát thành 8 bài mà không thấy mệt giọng. Vì cái dòng từ neo nó rất là lợi về lời mà. Nên anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ em bằng các cái combo từ neo như thế này nhá.